Hôm nay Thiện qua nhà cô Kim Liệt mua gửi tặng cho gia đình cái tivi đỉnh cao công nghệ Nhật Bản hay gì? Asanjo. Không biết phải Nhật Bản không đâu. Dạ con chào chú, rất là khỏe không chú? Khỏe. Cô hôm nay đi dặm lúa hả? Dặm lúa hàng ngày. Dạ. Rồi chú ở nhà giữ mấy đứa nhỏ? Giữ mấy đứa nhỏ này. Vậy là hai vợ chồng một người đi làm thì người phải ở nhà hả sao? Ừ. Không có để lại cho đứa lớn coi mấy đứa nhỏ được sao? Có không được. Nó chơi không? Dạ. Yeah. Coi. Dạ. Yeah. Rồi cái căn nhà từ hồi cách tới giờ ở êm không chú? Êm. Êm ha. Yeah. Ngủ ngon hơn hồi xưa không? Ừ. Dạ. Yeah. Người cô đi dặm lúa gần đây không? Cũng xa. Dạ. Rồi bây giờ ở đây vòng vòng đây người ta xả lúa xong chưa chú? Xong hết rồi. Vậy hả? Vậy là mình làm rồi hết trơn rồi đó hả? Chưa dặm chưa rồi. Không có nghĩa là vòng vòng đây người ta xả rồi là mình không có đi làm xả lúa được nữa đó ha. Giờ chỉ dặm lúa thôi ha. Dặm lúa không. Dạ. Nghe con, nhà cất xong rồi con thấy sao? Im không? Ngủ ngon không? Rồi con, ngủ ngon không? Hả? Dạ. Rồi tụi con ngủ ở trước hả? Anh sao? Sao? Anh sao ạ? Cái đó mắc cỡ, học lớp mấy rồi? Hai. Hả? Hai. Lớp 2 à? Con tên gì? Danh gì? Mấy đứa này nó nhát. Hôm nay tụi con tới đây để thay mặt chị Liên ở bên Mỹ có gửi tiền về đây mua tivi cho gia đình của chú á. Tivi với anten luôn á là 3,6 triệu, thì anh chị có gửi về cho con là 200 đô, thì cái số tiền còn dư là 1 triệu đó con cũng gửi ngược lại cho gia đình luôn ha. Dạ, để rồi chú lấy tiền đó mua gạo rồi ăn. Con gửi cho chú nha. Nhận được cái tivi rồi chú thấy vui không? Vui. Chú gửi lời cảm ơn tới chị Liên, anh chị ở nước ngoài đã giúp đỡ mình đó, bên Mỹ á. Gửi lời cho chị Liên ở nước ngoài giúp đỡ cho em một tivi. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Cái tivi này thì ghim điện rồi câu cái đường anten á, anten mới đi. Là anten mới đi, anten cũ đó thì sợ bắt không được nhiều đài á.
Rồi chú coi ở đây ai biết gà đài đó thì gà cho gia đình ha. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ đi học có được tiền không con? Được. Được không? Được. Rồi con, đi học có được tiền không? Nghỉ học. Nghỉ học à? À còn một đứa nữa không? Đứa đi học. Nó mấy rồi chú? Được 8 à. Dạ. Rồi cô đi vậy rồi bao lâu mới về? 11, 12 giờ mới về. Dạ. Rồi ở ngoài kia mình làm cái trái che rồi chưa? Trái cây nước rồi. Dạ. Đó là cái tivi của gia đình. Thiền cũng thay mặt chị Liên mua gửi tặng gia đình. Ngày hôm nay có được cái tivi bự hơn rồi, tụi con coi thích hơn không? Hả? Mai mốt có tivi bự coi hình bự hơn rồi đó, thích không? Hả? Thích. Thích hả? Thì cái chân là gì, xinh không vậy? Lỗi xinh không? Chơi. À, giờ đi vòng trong nhà ha chú ha, coi từ trước ra làm sao coi, có gì mới hơn không? À, mấy bên này là ngôi nhà của chú Khiêm với cô Kim Liệt. Đó thì Thiện quay cho tất cả mọi người xem. Chỗ này che lá ra vậy là mưa cũng xài được đó ha chú ha. Chỗ này gào lại luôn hả? À. Ở đây giờ êm rồi nè. Kìa kìa kìa. Coi ba con chó nó ngủ kìa. Thấy cưng không? Còn không? Tạo được. Con đồ rồi ha. Ở đây cái ngôi nhà. Ngôi nhà mấy bên trong cái chỗ này là cái bếp để nấu củi. Đó, yêu ha, chỗ này yêu ha. Giờ chỗ này xài nước rồi, trong ngày kia vệ sinh. Đi vô sạch sẽ luôn. Rồi con chúc mừng chú ha, ngày hôm nay có thêm được cái tivi mới để mấy đứa nhỏ coi cho nó êm. Thiện cảm ơn chị Liên, cảm ơn anh chị rất là nhiều ở bên Mỹ đã gửi tiền ra cho Thiện 200 đô mua cái tivi cho nhà của chú Khiêm và cô Kim Liệt. Ngày hôm nay Thiện tới đây để mua tặng cho gia đình rồi, với lại quay cái cảnh xung quanh nhà và nhà giờ đây cũng gọn rồi. Nè cái chỗ này treo son nồi được cũng yêu lắm nè. Thấy gọn gà ha. Đứng ngay coi. Rồi vậy tụi con về nghe chú. Dạ. Rồi sau này có dịp đi ngang ghé thăm gia đình. À, hôm nay dọc đường Thiện ra dòng kiền á, gặp cháu Thị Dương rồi. Hôm nay bé cũng đi đứng được rồi. Nó khỏe nhiều rồi hả cô? Khỏe. Dạ. Này, cái chân bây giờ đi được rồi, nó lành lặn hết trơn rồi. Đây có gì bữa nào ghé thăm nhà. Con uống thuốc rồi không cô? Còn đi bữa nay nè, nó đem thuốc lại đó. 10 phút nữa mà ngồi chờ, tự giờ chạy ai quận rồi. Vậy hả? Dạ. Mưa rồi vô chơi trong đây con. Trời, đi thấy ghét à. Đeo kiến đẹp quá ta. Làm kiến gì đó. Hả? Cái này ngủ ngon hả chưa con? Dạ, trả lời con. Lạ. Lạ gì, quen mà lạ quen đó. Quen không mà sao trả lời.
mặc đồ cho nó thoáng thoáng chứ con. Đi chợ đó. Dạ, cho nó mát. Chứ bạn tại nhà bạn tụ động luôn. Dạ. Cái chân, cái tay, cái mặt bây giờ lành hết rồi nè. Khỏe nhiều rồi. Bây giờ cũng còn đang lấy thuốc ở bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ hả con? Dạ. Bữa nay nó đem xuống nè, bự nó đem xuống dùm. Dạ. Tại vì nó đem nó làm cho nó rồi nó chạy. Dạ. Chạy chuyện thì 10 phút tới là mới tới giờ luôn. Dạ. Chăm luôn là mượn nó, mày chơi sẵn mày về mày lấy chăm luôn. Rồi mẹ nó giờ còn ở nhà ha, đi làm hả con? Dạ. Còn ở nhà. Ở nhà hai bữa gì vậy lúa này. Còn đi bắt ốc đồ được không? Thôi bà xã ơi. Thôi xã.